Đây là đoạn cuối tuyến nối vào đường Nguyễn Như Đỗ, thuộc dự án tuyến đường gom dọc đường sắt từ cầu vực Hòa Cầm đến cầu Đỏ. Thời gian này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để sớm thảm nhựa đoạn tuyến này, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tranh thủ trời nắng thì bọn em cũng tăng thêm nhân lực với lại máy móc để lùm ngày đêm để cho kịp được tiến độ thông đường của tuyến để em phá vỡ cái đường cũ để làm giai đoạn tiếp theo với lại đoạn đất đoạn xử lý đất này đất yếu ở đoạn giữa tuyến. Dự án tuyến đường gom này được phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô tuyến đường dài 1.219 m, chạy song song sát với đường sắt Bắc Nam, có điểm đầu kết nối vào các tuyến giao thông khu vực cầu vực Hòa Cầm, điểm cuối kết nối vào đường Nguyễn Như Đỗ. Với 110 hồ sơ giải tỏa để có mặt bằng thi công, quận Cẩm Lệ đã phối hợp với các đơn vị vào cuộc quyết liệt. Mấy con đường này lẫn hay, mà trong buôn như nam đi rồi, chắc phải ngày hôm nay, mà ngày nay mà lùm được đây là người dân đại học cũng mừng ghê lắm. Nói chung là ở đây dân là cũng ý kiến là ân lùm trước mùa mưa à. Chứ mùa mưa táo sợ dân đây là bị sụp nước ngập. Chỗ đường này mà hầu mỗi lần mưa hầu mưa cũng ngập hết, với lại gây tai nạn. Trong hơn 1,2 km toàn tuyến, đến nay các đơn vị đã thi công hoàn thành rải đá cấp phối khoảng 600 m đầu tuyến. Đoạn 400 m cuối tuyến hiện đang được gấp rút thi công để đồng loạt thảm nhựa vào đầu tháng 8 tới. Ngoài ra 200 m đoạn giữa tuyến hiện đang chờ luống kỹ thuật và sẽ hoàn thành thảm nhựa vào tháng 9 năm 2025 để khớp nối toàn tuyến.